Cao Bằng, nếu như nói đến một hồ nước quanh năm xanh màu ngọc bích chẳng hề thay đổi, mặc cho mùa mưa lũ hay khô hạn. Một khu sinh thái yên bình, cảnh quan hòa quyện với đất trời, chỉ có thể là hồ Thang Hen danh thắng quốc gia. Hồ Thang Hen là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng của Cao Bằng. Dạ, theo em biết thì Hồ Thang Hen là một địa điểm du lịch khá là nổi tiếng ở Cao Bằng ý. Hen thì mình cũng có biết, Hồ Thang Hen nó chính là cái khu du lịch sinh thái có thể nói là đẹp nhất Cao Bằng bây giờ. Em biết Hồ Thang Hen là một cái hồ nước ngọt ở Cao Bằng và là một cái điểm du lịch nổi tiếng. Hồ Thang Hen có tên gọi tiếng Tày là đuôi ong. Cái đấy thì mình không. Như em có nghe qua ở đâu đó trên báo đài. Hồ Thang Hen là tập hợp của rất nhiều hang ngầm cát tơ khác nhau. Mình đã từng tìm hiểu nhưng mà chưa được sâu cho lắm. Chi tiết thì em không biết nhưng mà em đã được đến Hồ Thang Hen nhiều lần rồi và em thấy nó rất là đẹp. Quần thể Hồ Thang Hen đã ghi nhận đến nay gồm 36 hồ tự nhiên liên thông với nhau qua hệ thống các hang, sông, hang ngầm, mỗi hồ cách nhau vài chục đến vài trăm mét. Tất cả đều nằm trong một vùng thung lũng rộng lớn, tiếp giáp giữa xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa và xã Ngũ Lão, huyện Hòa An. Tên hồ được đặt theo tiếng địa phương như Thang Vạt, Nà Ma, Thang Lỏng, Thang Hoi, có từ hàng trăm năm nay, trong đó Thang Hen là hồ lớn nhất với chiều dài gần 2.000 mét, rộng 500m và sâu tới 40m, được bao quanh bởi những tán rừng già, xen lẫn những mỏm đá tai mèo. Tên của hồ theo tiếng địa phương có nghĩa là đuôi ong, bởi từ trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ có hình dạng tựa như đuôi một con ong khổng lồ. Nhiều người chỉ biết Hồ Thang Hen là một nơi có phong cảnh đẹp, phù hợp để vãn cảnh và dã ngoại. Nhưng bất ngờ hơn, ngoài là một danh lam thắng cảnh khiến nhiều du khách bị hút hồn, thì đây còn là một khu vực có rất nhiều điều đặc biệt về địa chất mà các nhà khoa học vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu và khám phá. Có thể nói là ở Việt Nam là chưa thấy có chỗ nào đặc sắc như là cái quần thể Hồ Thang Hen. Bởi sao? Bởi vì nó là một cái tập hợp của cỡ khoảng gần 40. Theo dân gian thì nó là 36 cái hồ. Và đặc biệt là những cái hồ này nó thông nhau qua một cái hệ thống sông hang động ngầm. Thế thì là cho nên là nước ở một cái hồ này dao động như thế nào thì nó cũng tác động đến cái hồ khác. Có những cái chỗ thì nó cạn nhưng mà mùa mưa thì nó lại đầy. Và trong cái khoa học địa chất thì nó có một cái thuật ngữ xuất phát từ bên Ireland ấy. Nó gọi là tơ lốc, hồ tơ lốc, tức là những cái hồ mà mực nước dao động thay đổi theo mùa và được liên thông với nhau bởi một cái hệ thống hang động ngầm. Thì Việt Nam có đến cỡ khoảng hơn 60.000 cây số vuông là diện lộ các vùng đá vôi. Thế nhưng mà duy nhất ở non nước Cao Bằng là có cái quần thể hồ Thang Hen nó như vậy. Nguồn cung cấp nước chính của quần thể hồ Thang Hen là sông Trà Lĩnh. Thượng nguồn của hồ là hang Thang Hen, một trong các suối bắt nguồn từ hồ là suối Củn, chảy Lộ Thiên, bắt đầu từ một miệng nguồn trên một dãy núi đá vôi bao quanh hồ, tới thành phố Cao Bằng thì nhập vào sông Bằng. Hồ Thang Hen giống như một bể nước kín tự nhiên với các dòng sông, suối ngầm đổ về và từ đó chảy đi theo hệ thống nằm sâu trong những dãy núi đá. Điểm độc đáo nữa ở Hồ Thang Hen là dù vào mùa nào, nước hồ cũng luôn có màu xanh ngọc bích, khác biệt so với các hồ xung quanh, đó là khi mùa lũ sẽ chuyển sang màu đỏ. Hàng ngày, mực nước hồ có hai đợt lên xuống như thủy triều, vào khoảng tháng 9, tháng 10 thường diễn ra cảnh tượng độc đáo khi chỉ trong vài giờ đồng hồ, nước hồ vừa rút cạn rồi lại đầy ngay sau đó.
Theo kết quả khảo sát của từ năm 2012 của đoàn chuyên gia hang động Pháp Việt ấy, thì người ta phát hiện ra rằng là cái hệ thống hang ngầm kết nối với lại hồ Thăng Hen thì phát triển theo chiều ngang lên tới khoảng tầm 820m và sâu khoảng tầm 54m so với cái địa hình bây giờ. Và cái đặc điểm thủy văn ở quần thể hồ Thăng Hen này cũng rất là thú vị. Về mùa khô ấy, thì trong khi các hồ khác thì cạn không có nước, nhưng mà cái hồ Thăng Hen thì vẫn giữ được cái mực nước nhất định. Và tại các hồ ấy, thì người ta cũng phát hiện ra rằng là có ít nhất là mỗi một hồ đều có ít nhất là một cái phễu cát, hay là gọi là cái hố để mà thoát nước hoặc là hố thu nước. Và cái để giải thích được cái cơ chế thoát nước của cái hồ này thì chúng ta có thể thấy các nhà khoa học người ta đã khảo sát, người ta phát hiện ra rằng là cái về mùa khô ấy, thì khi mà mực nước ở các hồ mà thấp hơn khoảng tầm 600m so với mực nước biển ấy, thì cái hệ thống các hồ khi liên thông với nhau và nước sẽ qua cái sông ngầm chảy về hồ Thăng Hen. Vì hồ Thăng Hen là ở trong cái quần thể hồ này là có cái chiều bề rộng cũng là chiều sâu là sâu nhất so với các hồ còn lại. Và vào mùa gọi là mùa mưa ấy, thì mùa lũ ấy, thì khi mực nước biển khi mực nước ở trong cái quần thể hồ này nó ở độ cao hơn khoảng tầm từ 600 cho đến 610m thì nước vẫn đổ dồn về hồ Thăng Hen. Tuy nhiên là cái khả năng thoát nước của cái hồ Thăng Hen này nó rất là thấp. Vì thế thì trong cái hệ thống quần thể 36 cái hồ này sẽ có một hoặc là hai cái hồ giữ vai trò là một cái cửa thoát nước cho cả cái hệ thống hồ đó. Và các nhà khoa học phát hiện ra rằng là cái hồ gọi là hồ Thăng Mỏng là đóng vai trò là một trong những cửa thoát chính của cả cái quần thể 36 cái hồ này. Và với những cái với cái giá trị về mặt khoa học như vậy thì các nhà khoa học và các nhà địa chất thế giới và đặc biệt các chuyên gia của UNESCO khi người ta đi khảo sát, người ta thấy rằng là đây là một trong cái hệ thống hồ mà được liên thông với nhau qua dòng chảy ngầm và các những cái hang động ngầm như vậy thì nó rất là hiếm gặp ở trên thế giới. Một trong các hồ bên cạnh Thăng Hen là hồ Thang Luông. Vào mùa khô hạn lớn thì hồ có thể trơ đáy, chỉ còn ít nước tại hồ chính Thăng Hen với mực nước thấp nhất là 10m và các sông suối ngầm đều chảy ngầm hoàn toàn. Khi hồ cạn có thể quan sát trên bờ bùn dốc ngược, có những hố lớn mà dưới lòng phễu của chúng là những thân cây, củi gỗ xếp xoay như được xoắn hút xuống. Đó là những cửa ngầm thoát nước vào mùa nước lên. Vào mùa lũ lớn, nước chảy đi không xuể, khiến nước hồ tràn sang các thung lũng xung quanh, tạo thành một chuỗi 36 hồ nước xanh ngắt. Trong khu vực hồ Thăng Hen, có vực đá dựng đứng sâu từ 5 đến 30 mét, có hang Thăng Hen cao 20 mét thông lên triển núi. Được thiên nhiên ưu đãi, Thăng Hen đẹp như một bức tranh thủy mặc. Giữa những mỏm núi cao, đan xen những cánh rừng già, Thăng Hen nằm lọt thỏm như một chiếc gương xanh màu ngọc bích. Mỗi mùa trong năm, hồ Thăng Hen mang một vẻ đẹp khác nhau, nhưng đẹp nhất vẫn là mùa xuân. Đến với hồ Thăng Hen, du khách còn có dịp đi trên thuyền. Mặt hồ xanh biếc, ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp hai bên bờ, với rừng núi bao bọc, khám phá hang Thăng Hen có đỉnh thông thẳng lên núi và vòm hang soi bóng xuống mặt nước. Trong cái quần thể hồ Thăng Hen này, chúng ta có thêm cái điểm di sản của công viên địa chất là điểm di sản Mắt Thần Núi và cái hồ Nậm Trá. Với sự thay đổi về mặt cảnh quan theo mùa thì nó tạo ra được cái sự hấp dẫn đối với lại du khách. Và ngoài ra thì những cái cảnh quan gần như là còn nguyên sơ ấy, thì chứng tỏ được cái mức độ bảo tồn đa dạng sinh học ở cái khu vực này còn rất là cao.
Và với những giá trị như vậy thì chúng ta thấy rằng có khu vực này đều có giá trị về mặt cảnh quan, có giá trị về mặt đa dạng sinh học, và đặc biệt là cái giá trị về địa chất như vậy thì quần thể Hồ Thang Hen nói chung thì cũng xứng đáng được gọi là coi là một cái điểm di sản có giá trị tổng về mặt địa chất ở tổng cỡ quốc tế của công viên địa chất toàn cầu UNESCO nó được cao bằng. Hồ Thang Hen được bao quanh bởi hệ thống rừng tự nhiên, trên núi đá có các giống cây quý với các tác dụng như cây gỗ nghiến để làm nhà, thân cây báng có thể ủ men nấu rượu, các rừng chám trắng, chám đen để chế biến thành nhiều món ăn đặc trưng của các dân tộc nơi đây. Đến với khu du lịch sinh thái Hồ Thang Hen, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn độc đáo mang bản sắc của dân tộc Tày như xôi chám, nhộng ong xào măng chua, miến rong đen, lạp sườn hun khói, rau dạ hiến. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm, tìm hiểu cuộc sống của đồng bào các dân tộc sinh sống tại khu vực quanh hồ, thăm các bản làng của người Tày, nghe hát then, si, lượn, những loại hình văn nghệ dân gian đặc trưng làm đắm say lòng người.